Rồi, chào tất cả các anh em quay lại kênh của mình ha. Thì năm mới thì cũng chúc cho tất cả anh em nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và tiền vô như nước ha. Thì hôm nay mình cũng ít ra video anh em. Thì Tết, chuẩn bị Tết. Cái nữa là sức khỏe ha. Hôm nay mình cũng đang bị bệnh. Thì không có ra đều video đều đều cho anh em được. Thì nói chung thì cũng có một số vấn đề bị dính Covid anh em. Bữa nay thì sẽ khỏe lại rồi, ra cho anh em xem ha. Thì mình cũng tính vô nước lại cho đẻ về cái lương này. Thì hổm cũng có chia sẻ cho anh em về cái việc cắt cắt nước này á. Cắt nước này để cho lương nó đẻ lại. Thì bữa nay mình sẽ nói về cái nguyên nhân ha. Nguyên nhân và cái hiệu quả của cắt nước này lại cho anh em nghe. Và còn cũng nói với mấy anh em là có một số anh em cũng tính xuống thăm mô hình mình đó, thì anh em đợi mình khỏe lại ha. Nói chung thì bệnh nó cũng hoành hành mình nè, ổng dài thì uống thuốc thì nó giảm nhiều rồi, nói chung thì chưa có test lại nữa, chắc tầm khoảng 10 ngày. Thì có mấy anh em xuống đó thì mình cách ly xong rồi anh em mình gặp nhau sau ha. Thì cái đó cũng xin lỗi anh em luôn về cái phần cách nước này á. Anh em thấy mình phơi đất rất là khô luôn nè, đó trắng đất luôn ha. Con ông gà nó sợ nó sập con, mình cũng để cỏ luôn. Hiện này bắt đầu cho đẻ lại đó anh em. Phơi là cho nó trắng luôn nha. Thì nguyên nhân thì mình nói cho anh em nghe là lúc trước mình cũng làm đó là cứ để nước mình cũng để nước như thế, nhưng mà nó sập rất là nhiều anh em. Đó, nước đất nó mềm, nó mềm thì quậy nó sập. Rồi bắt đầu cái mấy anh em mới nghiên cứu ra nhiều cái là làm để trong chậu, trong bao rồi trong ống này kia đó, để cho nó đơn giản hóa lên. Mình làm sao mình rút kinh nghiệm ra để mình làm những cái đơn giản gì đó, thu nó nhẹ nữa. Thì theo mình cái đó thì nó tốn thêm phần chi phí. Còn nãy này mình đã làm cái trước rồi. Đó, thì mình có mấy anh em tấn dán rồi tấn bao. Ha. Ở đây thì mình không có làm cho nên mình bắt buộc phải khơi. Thì nguyên nhân cũng chính cái chỗ là nó bị sập nhiều, nó đẻ không nhiều anh em. Đó thành ra là mình phải phơi nó, phơi cho nó trắng lên như thế này để mình đẻ cho nó đẻ thì nó không có bị sập đất. Đó có đó là cái nguyên nhân chính này. Và cái nữa là cái chỗ mà nó đẻ sẽ được nhiều hơn á. Với lại mấy anh em làm như thế này đó, mấy anh em sẽ vớt đồng loạt luôn nha. Hiệu quả của nó vớt đồng loạt. Thì cái nguyên nhân á thì mấy anh em cũng thấy là do cái đất nó mềm ha. Đất mềm thì mình không có mà đỡ cho nó sập ổ được. Nó sập ổ mới nhiều đi. Đó, thành ra là mình phải phơi đó. Thực ra thì nó cũng đơn giản thôi. Thì dựa theo cái đặc điểm sinh học của con lươn đó, thì mình cũng nghiên cứu thấy thì mình cũng làm thôi. Và đi học hỏi với mấy anh em chỗ khác cũng nhiều. Rồi về rồi rút kinh nghiệm ra làm. Là chia sẻ cho anh em ha. Nhiều cái vấn đề về con lươn này mà mình chưa có tìm ra được đó anh em. Cái đó thì nữa để nghiên cứu từ từ, nếu mình hiểu tới đâu thì mình sẽ chia sẻ cho anh em tới đó. Còn hiện tại giờ thì đang chuẩn bị cho đẻ lại. Thì cái này mình cũng vét hết đáy, phơi trắng hết trơn nè. Anh em thấy ha, phơi cho nó cứng rồi đừng cho nó sập. Đó. Rồi xong chúng ta sẽ vô nước lại, vô nước rồi cho ăn. Thì cái hiệu quả của nó thì mấy anh em cũng thấy á, là chúng ta sẽ chủ động được thời gian á. Thứ nhất là chủ động thời gian. Thì chủ động thời gian thì mấy anh em muốn thu chừng nào mấy anh em thu à. Thì thứ nhất là mấy anh em muốn thu trứng đó, thì mấy anh em 2 tuần à. 2 tuần đến 20 ngày đó. Còn thu con thì tầm khoảng 20-25 ngày, nó dao động như thế đó. Này chủ động cho mấy anh em mà đi làm á. Làm xưa xưa mình làm công việc ở ngoài á, rồi về mình làm ở nhà đó. Thì mình có chủ động được cái thời gian rất là nhiều. Còn những cái chỗ cái mô hình kia á, thì ví dụ như mô hình đẻ trong chậu cho trong ống đi, thì nó có thể đẻ liên tục đó nè, nhưng mà mình không có thời gian đâu để mình chăm sóc nó. Nó lại đẻ nó không có được, nó không có được đồng loạt. Ví dụ như mình thu khoảng ổ 2 ổ 3 ổ gì, ngày nào 2-3 ngày mình thu lần, 2 ngày mình thu
thì nó không có chủ động thời gian cho mấy anh em đi làm ha. Còn giờ cái nữa là đẻ rất là hiệu quả anh em ha, đẻ rất hiệu quả. Vậy cái này ví dụ như chúng ta thu đồng loạt thì chúng ta sẽ bán được một lần nhiều hơn đó, thì chúng ta sẽ được cái lượng tiền nó nhiều. Còn ví dụ như chúng ta nuôi vài ổ thì cái lượng nó không có nhiều, bắt buộc mấy anh em phải làm rất là nhiều bể đó nó mới đủ số lượng. Ví dụ tầm tầm 10 hầm như thế này thì chúng ta thu nó tầm khoảng đẻ đồng loạt thì nó tầm khoảng 20.000, nhưng mà mấy anh em thu cái đợt kia cũng tầm khoảng 20.000 thôi. Nhưng mà cái là mình thu ngày nào 2-3 ngày mình thu lần, hay là ngày nào mình cũng thu, thành ra là nó không có được 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 số lượng nhiều một lượt. Ví dụ là 10 bể như mình thì chứ chắc ăn là mình sẽ ra đồng loạt, còn bên kia thì sẽ ra vài vài ổ vài ổ. Với lại cái mô hình trong bao á thì nó đẻ đa số đợt đầu rồi, đa số đợt đầu thì nó nhiều, đợt nhầu đợt hai, nhưng mà qua đợt thứ ba rồi là nó sẽ qua đợt thứ ba rồi nó sẽ giảm lại. Thì cái có mấy số mấy anh em cũng qua làm về cái chậu á thì cũng thấy như thế. Thì mình đi mình cũng thấy nghiên cứu, mình không có, mình thật ra mấy anh em không có làm cho mình không mà nói kỹ về cái phần đó, nhưng mà mình thấy mấy anh em nói là chỉ đẻ một chậu đạt hai đạt thôi. Còn đa số mấy anh em làm chậu giờ chuyển qua làm ống cũng nhiều á. Tại sao? Tại làm ống thì bữa hỏi mình có nói là năm ống thì nó mình chỉ âm xuống dưới thôi, nó cũng giống như đất này nhưng mà nó sẽ giữ được cái lớp đất và phơi được. Cái đó thì cũng giống như vậy, nhưng mà làm ống thì nó tốn mớ ống thì nó cũng cắt nước được. Làm ống thì mình thấy là nó tiện đâu bề nên bỏ ra chút xíu chi phí, vớt nó cũng nhẹ hơn, rồi mình xem được cái trứng đỏ nó cũng dễ hơn. Nhưng mà nó cũng đẻ ống đồng loạt thì xung quanh nó có một cái nữa là cái lượng trứng trong cái ổ á, khi mà chúng ta không động á, chúng ta canh được cái ngày thu á, thì chúng ta sẽ thu được cái nhiều cái trứng hơn. Tại con lươn nó ít có quậy, nó mình có động thì con lươn nó không có hoảng, thì nó không hoảng lên thì nó đẻ nhiều. Ở đây thì mình sẽ thu con ha, thu con nó dễ. Trong ống thì mình không biết thu con nhiều hay không, nhưng mà mình ở đây thì mình thu con rất là nhiều. Nhưng mấy clip trước mấy anh em có coi á, là mình khi mà mình thu con thì nó rất là đạt luôn, nó tiện cho mình khỏi cần phải chạy oxy ấp gì hết. Mình vô thì con non thì mình có thể chạy oxy vài ngày đó, mình tiết kiệm được cái lượng điện đó ha, rất là dễ dàng luôn. Nếu mà mấy anh em thu con thì thu con thì tầm khoảng 21 đến 25 ngày đó. Anh em để thêm khoảng 30 ngày mới em thu cũng được, mà con thu hơi cực chứ thôi. Tại vì nếu con nào đẻ trước, ví dụ như vô nước một tuần nó có thể nó đẻ đó. Thì tầm mỗi một tuần nó đẻ thì lên khoảng 15 ngày thì trứng nó chuyển sang màu đỏ đó mấy anh em, lúc đó mấy anh em thu trứng được. Nhưng mà nó lương khi nó đẻ cũng không có đều ha. Con có thể 10 ngày, có thể 12 ngày nó đẻ thì có thể trứng vàng. Thì ở đây mấy anh em ấy xong mấy anh em có thể đậy lại. Mà tỷ lệ tùy theo vụ nữa. Ví dụ như mùa nắng thì theo mùa ha. Mùa nắng thì chúng ta để nó rất là đạt, nhưng mà mùa mưa á, nó bị mưa nó dội xuống nó bị sụp á, thì ra nó cũng rất khó để giữ lại. Thì hiện tại giờ thì mình thấy cái chỗ của mình đây, hiện tại thì mình làm theo cái kiểu này thì nó cũng tương đối. Còn để vài bữa mình thấy có mấy anh em nào làm ống đó, thì mình sẽ quay cho anh em xem ha. Mình tính làm ống đó, nhưng mà ổng gài mệt quá rồi bệnh không có làm luôn. Rồi sẵn đây thì chiều nay mình sẽ tí nữa mình sẽ vô nước ha. Vô nước được mấy bồn rồi, mình tính vô nước luôn rồi, nhưng mà quay cho anh em xem đó, xử lý như thế này đó, cát phơi anh em khỏi lo cái vụ mà hao hụt ha. Đó, nó ra đường đường luôn đó. Nè, mình thấy nó ra đường đường nữa, thấy không đó, nó ra ngoài đó. Nước nếu mà có ẩm ẩm là nếu mà cái ống xa sàn chúng ta gỡ lên á, thì cũng có nói rồi ha, anh em mà gỡ ra luôn như thế này là cái lỗ của nó sẽ chảy ra ha. Nè, đó, nếu mà anh gỡ ra luôn, anh em không có cái lược này á, đó, lúc mình xả ra thì mình có cái lược như thế này ha. Còn nếu như mà mấy anh em mà không có cái lược này nó sẽ bò ra đó, anh em thấy nó bò ra lằn lằn luôn ban đêm á, chứ lại mướt trời mưa mà phơi mà trời mưa ban đêm nữa là nó chạy ra đó nha. Thì cái này mình nhắc cho anh em làm nhớ kỹ,
Đẩy lương mình nó không có hao hụt. Là mấy anh em làm cái ống chà chàng nó cho cao cao một chút. Với lại cách cái cống của mình á, nó cao cao một chút để không thôi là nó bị gắn chung vô á. Ổng cái bờ đằng kia mình làm mới thấp nó gắn chung nó vô, còn mấy anh em bị gắn chung nhiều lắm. Đó. Thì cái bên này nè mình làm nè. Nè, cái chỗ cái lỗ này. Lỗ đây nè. Nó cao hơn chút. Gắn chung nó bắt vào quyển nó vô được. Ví dụ như mấy anh em mương anh em làm dôi gan chút nha. Này mình vỏ ổng mình làm dôi quá rồi, cái này cái là hơi nhỏ mình dôi thì nó mình khó xúc đất, mình làm trong. Cái này nó cũng dễ bị bò vô nữa đó. Anh em làm sao để tránh cái thiệt hại đó. Cái nào thì mình cũng nói cho mấy anh em rõ hết. Có mấy anh em thì cũng nói đùa nó chỉ kỹ quá nữa, mấy anh em làm giống nhiều quá sao bán. Nói ra ai làm thì làm, mình bán được mình bán đó, chứ mình không có giấu cho anh em đâu. Thì mấy anh em nào cái tinh thần mấy anh em muốn học hỏi thì mấy anh em kèm xem kỹ chút và điện cho mình ha. Mình sẽ hướng dẫn kỹ cho anh em làm. Cái nếu mà mấy anh em mà về cái làm theo cái chủ cắt nước của mình đó, là nó đẻ rất là tốt luôn ha. Tại vì con lươn của mình nó đủ cái điều kiện mình cho ăn ha. Phơi này cách như kích thích đó, ha. Kích thích sinh sản cho nó sẽ đẻ tốt hơn. Thường thường ổ có thể lên, nếu mà lương lương tầm khoảng 200-250 gram là nó đẻ tầm khoảng cả ngàn trứng, 500-700 trứng là bình thường nha anh em. Thì cái lượng của mình thì rồi mình thả nhưng nó bị hao hụt cái nhiều á, thì thành ra là cái lương của mẹ mình đợt này mình sẽ bổ sung thêm ha, bổ sung thêm một ít nữa. Nhiều người hỏi mình có quay cái clip đằng đó này, có cái bể đằng đó mình sửa lại thì nó còn có tầm khoảng ba mấy con, thả chắc tầm khoảng 60 chục, nước hang có 50%. Thì được rồi, nó bị ba con đĩa cá mình chị không kịp thì nó hao quá nhiều đó. Thì thành ra là mấy anh em cũng cố gắng xem kỹ lại ha. Mấy anh em thấy trong đó là nó bò ra kìa, nếu mà trời mưa là nước nó mềm mềm là nó đi ra, tại phơi khô đó. Nhưng mà tới mùa mưa thì mấy anh em kỹ một chút, nó bò ra nó theo đường ống nó đi ra là mình hao hụt luôn nha. Còn về cái trứng á, thì mấy anh em đậy cho kỹ lại. Ví dụ trứng vàng á, thì mấy anh em thấy môi vừa vừa ra thấy cái trứng nó vàng, nó chưa có vàng cam á, nó còn vàng chanh á, thì mấy anh em lấy cục đất bự á, em đậy lên đó, thì nó sẽ giữ được. Còn mấy anh em làm nhỏ nhỏ mềm mềm là nó bỏ hết nha. Thì môi cho kỹ rồi nhẹ nhẹ tay tí, khi nào cũng phải chịu cực tí nha anh em. Thì xung quanh có mấy cái vấn đề thì môi lên như thế này, nhưng mà nó có cái chài như thế này nè. Hổm mình tính làm nhưng mà ngay Tết rồi nó khô hết trơn, bây giờ phải vô nước để mình môi này mình đắp lên để cho nó cao. Nếu mà thấp như thế này nước nó ngập đâu rẻ được. Thì xung quanh thì hổm gài cũng có vài vấn đề như thế, cho nên không có làm nhiều clip được. Chủ đề thì nói chung chủ đề thì cũng còn vài chủ đề nhỏ nhỏ thôi, mình cũng nói thêm cho anh em về con lươn này. Thành ra thì mình không có nhiều chủ đề để làm nữa. Chính thì nó cũng có nhiều sức khỏe, nhưng nó không có tốt, sức khỏe nó không tốt. Ra là cũng chưa có, hôm ngày không có ra nhiều clip. Thì xung quanh mấy cái mình đã chia sẻ hết cho mấy anh em, thì mấy anh em xem, mấy anh em coi, mấy anh em rút kinh nghiệm nè, coi nó có cái vấn đề nào đó nó chưa có được thì mấy anh em góp ý cho mình, thì mình chia sẻ thêm cho mấy anh em khác. Thì nhìn chung thì lương thì hiện tại mình cũng còn ít, vì đợt này cho đẻ thì có là sao, thì phơi ống gài tầm khoảng 7 ngày đó, 7 ngày rồi đó, mà nắng nó nhiều thì nó khô, mau khô ha. Qua Tết này thì bắt đầu chắc nó đẻ lại, mình nghĩ là nó sẽ đẻ. Mà hổm thì có mấy ổ rồi đó, cái bể cuối đó nó cũng đẻ vài ổ rồi. Chỗ nào thấp thì chúng ta tô lên cho nó cao, còn chỗ nào mà nó cao thì mình đừng có tô lên nó nữa, mình dời đất á, bể cho nó đều đều nhau. Mấy anh em làm chỗ cao chỗ thấp thì nó không đẻ đều. Vài cái nhắc nhở cho anh em vậy thôi. Rồi thì nhắc lại cho mấy anh em nè, có anh em ở Lâm Đồng nó tính xuống
Nhưng mà bữa 15 này mình không tiếp được rồi, tại vì mình còn đang bệnh, đang cách ly gia đình ở nhà. Thì cũng bữa nay cũng giảm nhiều, bữa nay quay cho anh em luôn. Rồi, thì năm mới chúc anh em sức khỏe ha, an toàn là chính nha. Còn cái nữa là làm ăn phát tài phát lộc nha. Rồi chào tất cả các anh em.